nó thì mồ côi cũng tội nghiệp, thương thì cũng chăm nom con kỹ càng lắm, đi sớm về khuya chứ cũng phải lo cho nó, từng tuổi này lo cho nó gì mà để nó đánh vậy, rồi thấy quay lên cái nếp là không thể nào tưởng nổi luôn, bức xúc dữ lắm, thấy là muốn xỉu liền tại chỗ luôn vậy đó. Rồi mấy giờ cộng đồng mạng chia sẻ giùm, chứ giờ không biết luôn, cắt nhà cũng nghèo, nhà thì hộ nghèo mà còn cận nghèo.